Mà hàng ngày con phải đi lên cái bậc thang gì hả cô? Dạ. Trời ơi. Dạ lấy đây. Dạ. Dạ, dạ cô. Dạ, dạ, con để dép ở đây ha. Không, không, mang dép. Dạ. Dạ. Chị có lòng dạ. Dạ, dạ. Chị lòng dạ. Cái này chị ra. Dạ, dạ, con chào, chào cô. Dạ. Nè chị ạ. Dạ, con chào cô. Không tiếng gì con có lạnh ha. Dạ. Cô không gặp tiếng Việt ha. Dạ. Xin lỗi. Để coi như cho con hỏi là cái cô này là em của gia đình. Dạ. Dạ. Thì hiện tại là cái bệnh tình của cái cô này là như thế nào ạ? Dạ. Dạ, cái bệnh tình của cô này là như thế nào ạ? Dạ, cái này là năm ngoái. Dạ. Lúc đó là tháng 11 á. Dạ. Giờ nó bị té một cái rồi cái nấu mặt nó bạo á. Dạ. Giờ cái nó có cái chút xíu máu nên thành ra mình đâu có biết đâu. Dạ. Đi bệnh viện khám đâu có biết. Dạ. Nó đi vậy là thành tai biến rồi. À là bị té xong rồi chuyển qua tai biến luôn. À. Thì lúc mà không có đến tường. Dạ. Cái gì tôi còn chưa có biết là tai biến. Dạ. Sao mà kêu nó đứng vậy sao mà ngồi dưới đất nó dơ quá. Dạ. Rồi mà nó đứng không nổi. Dạ. Hai người khiêng nó lên. À, khiêng nó không nổi nữa. Dạ. Giờ có ngán, giờ có kêu bệnh viện. Điện báo cho bệnh viện, nó sẽ đi vô. Dạ. Khám, mình biết là người là ta biến rồi. Dạ, dạ. Để lúc mà cô còn khỏe thì cô có làm cái việc gì để mà chỉ như là lo kinh tế gia đình không? Lâu lắm rồi, nó đi dạy. Làm giáo viên à? Dạ, giáo viên. Nhưng mà sao cái trong trường đó, học sinh học tiếng Hoa nó ít. Cho nên là em nghĩ thế thì nghỉ. Lúc đó là má cũng bị bệnh, nó chỉ lo cho má thôi. Tới nhà thì tôi một mình tôi đi làm thôi. Dạ. Bây giờ tôi cũng chăm sóc cho nó cho nên bây giờ cũng nghỉ rồi. Dạ. Cũng không có đi làm. Vậy là ở nhà mình bây giờ hiện tại là có bao nhiêu người ở rồi? Là có biết... 3 người. Là... Cái em này để tại cái quán bên kia đó thì là nó phải ở bên kia nó... Là coi như là chỉ có cô đó cô bán bánh mì. Dạ. Rồi cô đó còn cái cô mà còn mới gặp đó là cô đó là cô làm cái gì ạ? Không có làm cái gì. Còn cô thì... Nó cũng có chút xíu cái trầm cảm. Dạ, trầm cảm. Dạ, trầm cảm. Thì sao hồi đó nó cũng đi dạy. Dạ. Dạ ở Đà Lạt. Dạ, còn ngày xưa thôi cô. Hồi xưa con. Dạ. Còn hiện tại là con là cô đang làm gì ạ? Cô thì tại vì tôi cũng đi dạy nữa. Dạ. Tại nó vậy phải chăm sóc cho nó, đâu ai chăm sóc cho nó đâu. Dạ. Em kia tặng bánh mì nó rồi. Dạ, vậy là coi như là tất cả gia đình là coi như là trông cậy vào cái xe bánh mì đó hết luôn hả cô ha? Lúc đó thì mình đi làm nó còn có cái tiền. Dạ. Lo cho nó cái bệnh. Dạ. Vậy hiện tại bây giờ thì mình còn kinh tế đâu để mà mình chăm sóc ở nhà rồi điện bởi nước vì rồi vậy thì là hơi khó khăn. Dạ. Yeah. Vì bây giờ hàng tháng là cái tiền thuốc mà cái tiền mà lo cho cái cô này đó là khoảng bao nhiêu tiền không? Ví dụ tiền thuốc, tiền ăn rồi ngày bao nhiêu rồi mình có mua thuốc thì nọ được cho cô uống luôn không? Có, không có thuốc cho nó uống nhiều, thuốc nó uống. Ăn cơm xong rồi phải uống thuốc. À. Có nói là mình có hồi đó thì mình chỉ có khả năng đi mua cái thẻ. Dạ. Cái xong mình cũng có ngay đi mua cái thẻ thì nó cái thuốc cũng tiện, nó dễ một chút. Dạ. Nó cũng phải 1 triệu mấy, 2 triệu thôi. Dạ. Thì một tháng bây giờ là cái tiền thuốc của cô này là khoảng bao nhiêu ạ? À? 1 triệu mấy á, có khi là chịu khoảng chừng là 1,5 triệu vậy á. Nhưng đấy mà cái này là có thẻ ha. Dạ. Không có thẻ là chắc phải mấy, không biết mấy triệu. Là thẻ bảo hiểm rồi thôi. Hồi đó là bảo dạ, hiểm dạ. Đó. Hồi đó là không có thẻ bảo hiểm á, một tuần. Cái máy 500 nhiều. Dạ. Dạ. Tại cái đó là nó mất cho nên là cố gắng làm cái để bảo hiểm cho nó đi đi coi. Dạ. Rồi mình uống thuốc thì thôi là mình có đưa cho đi khám hay cái gì không ạ? Có dẫn cô này đi lên bệnh viện khám hàng tháng hay không hay là có tái khám hay không ạ? Có tái khám nhưng mà nó có khi đi có khi khỏi. Mỗi một lần tái khám như vậy là tốn khoảng bao nhiêu tiền cô? Tái khám là phải đi người ta xuống. À, người ta tới nơi thì mình ẩm xuống chứ không có lên bệnh viện được. Không có lên được. Dạ. Ẩm nó xuống hoặc là về đó thì phải người ta ẩm nó lên. Dạ rồi. Nhưng mà lúc đó thì là cái người đó thì cũng không có đủ khả
Dạ. Tại vì một mình nó không có làm nổi, nó dạ. không có đủ sức. Nói là khi này đi lấy thuốc đó, thì là sư bác sĩ mà cho mình đi lấy thuốc về thôi. Dạ. Bác sĩ cũng hơi khó khăn một chút hồi đó là, nhưng mà tên bác sĩ không có chịu luôn. Thì bây giờ bác sĩ nói là thôi thấy mình cũng cũng lớn tuổi rồi, có thể bác sĩ chịu trong đó một tháng tiền thuốc vậy đó. Dạ dạ. Vậy bây giờ thôi cho con đi quay cái nhà của mình ha, quay cái nhà của mình cho khán giả người ta biết. À, ở nhà này hiện tại bây giờ là có tổng cộng là 4 người ở, cái cô bán bánh mì nè. Rồi một cô là bị trầm cảm đó. Và rồi một cô là đang bị liệt ở đây. Cái này cũng có bị trầm cảm không nha. Dạ cô cũng không phải đó. À bị trầm cảm và bị tâm thần luôn. Dạ. Còn có mình cô là đang đi dạy nhưng mà lo chăm sóc là phải ở nhà luôn. Dạ rồi. Thì kinh tế cũng đang rất là eo hẹp mà cô ha. Rồi thôi để cho con đi quay hết cái nhà của mình, cô dẫn con đi đi. Cô dẫn con đi quay cái nhà bếp nút rồi chỗ ăn chỗ ở đâu cô quay giùm con, cô chỉ giùm con ha. Dạ. Ở đây mình gọi ở đây là chung cư gì ạ? Chung cư cũ rồi. Không có tên luôn ha. Không có tên. Ví dụ như là bây giờ khán giả muốn tới đây người ta giúp đỡ đó thì người ta tới cái chùa bên đó. Đúng rồi người ta qua đây người ta hỏi nhà của ai để mà biết à. 813 xẹt 2 Nguyễn Trãi. Vô thì 813. Nhưng mà hồi nãy nó vô thì là 815. À chiếc hẻm là 815. Dạ. Hẻm vô hẻm này là 8. Dạ. Thì ý ở đây mình có cái tên nào để mình hỏi người ta, để hỏi những cô bán cà phê với cô chỉ là tới nhà không ạ? À? Mình hỏi như thế nào để người ta chỉ. Trước cửa hẻm thì trước hẻm là người ta bán bánh mì. Dạ dạ thì bây giờ mình hỏi nhà của cô. Hồi đó tới giờ không có nói cái hẻm tên gì. Ý là ở đây những người ở dưới người ta có ai biết tới nhà của mình hay không? Hỏi trong này thì sẽ đại diện giáo sư. Rồi, cô giáo. Là hỏi tên của cô đi ha, hỏi tên của cô mà. Là cô tên gì ạ? Châu Thục Trinh á. Châu Thục Trinh. Dạ. Dạ là bây giờ tới cái hẻm đó, tới đầu hẻm hỏi nhà của cô Châu Thục Trinh. Dạ. Là người ta sẽ chỉ lên đây. Đó là Trần Bội Cơ đó. Dạ, à, trường Trần Bội Cơ bên ở trường Trần Bội Cơ bên. Ở nước ngoài về hả? Chắc không biết Trần Bội Cơ ở đâu. Dạ biết không, con ở Việt Nam. Con ở Việt Nam, ở bên Chợ Lớn vậy. Trường Trần Bội Cơ con biết. Dạ rồi, thôi giờ cho phép con đi quay cái nhà mình cái ha. Đây là cái gian bếp, nhà này là cũng của ba, cũng của ba mẹ để lại hay sao ạ? À? Cái này đó là ba má. Dạ dạ ba là cũng là đời trước đúng không? Dạ. Cái này là hồi trước thôi. Dạ. Cái này là cái bếp thôi. Ở đây là cái khu bếp ha. Đây là khu bếp và trong này là toilet. Dạ toilet kho nọ đồ. Rồi thôi vậy con quay sơ sơ được rồi, con không cần mở đèn đâu. Đó thì bếp, gian bếp cũng sơ sài mọi người ha. Thì để chung với nhau như vậy. Thì hiện tại bây giờ thì mình cũng may mắn là mình có máy chạy đầu, nhưng mà còn cái kinh tế của mình thì nó cũng eo hẹp. Thì như vậy thì nó cũng càng khổ, cái là mình lại điện nước này nọ rồi nó lại tốn kém nữa. Cái số nhà ở đây nè. Dạ dạ rồi. Ở đây là cái chỗ mình hay ngồi mình tiếp khách rồi ha. Đó rồi từ ở ngoài nhà đi vào bếp xong rồi mình lên đây là phòng này, là những cái phòng này phòng của ai à? Phòng là của cái em đó đó. Dạ dạ cái cô mà thì nó có không khí. Dạ nhưng mà không ở trong phòng đúng không? Ở trong phòng nó ngập ngạt cô ha. Dạ. Ở ngoài này ngồi ngoài này cho nó có không khí. Không có không khí. Dạ rồi, thôi là con quay vậy thôi. Dạ. Dạ. Khỏi mà. Thì bây giờ con thấy hoàn cảnh của mình rồi, nhưng mà con cũng nói cho cô biết luôn á là con hiện tại là con không có phải là bên bên nhà từ thiện, mà con đi tới đây con quay vậy là con cũng sẽ hỗ trợ nó, con sẽ giúp đỡ con một số tiền nhỏ và sau đó là con sẽ đăng những cái gì con quay hồi nãy giờ lên trên cộng đồng mạng và sau đó là người ta biết tới thông tin nhà của cô vậy đó. Nếu mà có những nhà hảo tâm người ta muốn giúp đỡ cô là người ta sẽ kiếm tới tận nơi luôn để mà người ta đưa cho cô luôn, không cần phải thông qua con. Còn như bây giờ thì con nghĩ là mình tốt nhất là mình giúp được một cái số tiền nhỏ là để tiền thuốc một tháng, trong vòng một tháng thì cô không cần phải lo tiền thuốc nữa, rồi sau đó là nếu mà có nhà hảo tâm tới giúp đỡ cô thì sẽ được nhiều hơn vậy ha cô ha. Dạ dạ. Thôi để con bây giờ con gửi cho cô một cái số tiền luôn nha. Nhưng mà cái này cái hậu tâm của em mà làm như vậy có làm phiền. Dạ phiền là phiền sao? Phiền em á. Bây giờ phải đưa tiền cho tôi nữa. Dạ không, cái đó con không sao, cái đó thì con có đủ cái cách con làm nha. Thì đây cũng là 1,5 triệu thì nó cũng nhỏ thôi, nó cũng đâu có cái gì đâu. Nhưng mà dạ.
Thì nói chung á, cái tiền này đó là cô cứ nghĩ gì nè, cái tiền này á là không phải là cái tiền của con. À, không phải là cái tiền của con mà là đây con cầm máy lên ha. Cái tiền này không phải là tiền của con mà là cái tiền của tất cả mọi người, những người khán giả đó, những người khán giả là người đã theo dõi cái kênh của con á, là họ đã hùng lại mỗi người 1.000 đồng. À, cô cứ biết vậy thôi, mỗi người 1.000 đồng và đưa con là cái người đi giùm thôi. À, chứ còn tiền này thì cũng không phải là tiền của con nữa, là con chỉ bỏ công ra, con chạy tới đây con đi giùm, rồi sau đó là con sẽ đăng cái video này lên cho mọi người khác, người ta xem và người ta giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn luôn. Và mỗi một tháng như vậy á, là con đi từ 1 cho tới 2 lần. À, là vậy cho cô dễ hiểu nha, chứ cũng cô cũng đừng có ngại là tiền này cũng không phải là tiền của con đâu, là mọi người cũng hùng lại để mà giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn thôi. Vậy ha cô, hai gì cho con dạ, dạ cho cô dễ hiểu. Dạ thì con cũng chúc con may mắn là để cho cô này cũng khỏe khỏe lại để mà còn giúp đỡ kinh tế gia đình nữa. Chúc nó mau mau dạ nó khỏe lại. Dạ dạ dạ, làm cái gì cũng được. Dạ, có khi là muốn uống nước hay cái gì đó, đâu có ai mà nghe nó nói gì đâu. Dạ, cô không có nói được luôn hay sao? Nói được nhưng mà nó nói không có rõ ràng. Dạ dạ, như vậy thôi. Dạ dạ rồi thôi, vậy con tới con quay chút xíu, con không làm phiền gia đình nữa, để nhà chăm sóc cho cô. Thì con cũng xin phép con cũng về luôn để mà con đăng cái video này lên nữa. Vậy là có đi xe không? Dạ con có đi xe, con có để xe ngoài kia. Dạ. Xe ngoài kia hả? Dạ con để ở bên chùa. À bên chùa. Dạ 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 dạ. Dạ con cảm ơn cô, con chào cảm cô ơn nha. Dạ 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 dạ, cảm ơn cô nhiều ạ. À. Con cũng hy vọng là sẽ có nhà hảo tâm được tới để mà giúp đỡ cho hoàn cảnh của cô ha. Dạ. Cảm ơn nhiều nha. Dạ dạ. Đây, bây giờ là mình quay cho mọi người cái số nhà ha. 813/2 lầu 1 Nguyễn Trãi, phường 14 quận 5. Và sau đó hồi nữa mình sẽ đi ra ngoài đường á, mình sẽ quay cho mọi người xem, rất là dễ tìm luôn ha mọi người ha. Và nhà đây là cô, nhà cô nãy cô nói cô tên kênh gì ạ? Trinh. À cô Thục Trinh ha. Thì nếu mà mọi người không biết tới thì có thể là xuống tới đầu hẻm đó và hỏi nhà cô Thục Trinh là họ sẽ chỉ vậy. Là ở trường cho bà cơ dạy đó. Dạ. Dạ dạ rồi, dạ rồi. Dạ con chào cô ạ. À. Con xin phép cô con về. Dạ. Mà cô cho con hỏi cái chùa là chùa gì cô? Hội quán Hà Chương hả? Đúng rồi, hội quán Hà Chương. Rồi đây ha mọi người ha, mình đang đứng ở trước chỗ cái chùa, một cái hội quán Hà Chương, Hà Chương, một cái chùa của người Hoa mọi người ha. Đó, thì đối diện cái chùa của người Hoa này nè, ở trên đường Nguyễn Trãi nha, là nó ở số 815, là chỗ bánh mì Tuấn Mập đó, là kế bên chỗ bánh mì Tuấn Mập đó, là nó có cái hẻm đó, là mọi người đi vào hẻm đó và mọi người hỏi là nhà của một cô giáo viên tên là Thục Trinh đó, dạy ở trường Trần Bội Cơ đó. Đó là chính là cô Thục Trinh mà có hoàn cảnh gia đình hồi nãy mình mới quay mọi người ha. Thì cũng rất là dễ tìm luôn, nằm trên trục đường Nguyễn Trãi này mọi người ha. À rồi mọi người ơi, đó thì mình mới vừa quay cho mọi người xem cái nhà của cô đó. Thì cái hoàn cảnh này đó, thì theo như mình thấy thì là không có cấp bách bằng cái hoàn cảnh hồi nãy mà mình bữa mình có quay đó, là cái cô đó, cô bị đụng xe và cô đang nằm trong cấp cứu ở phòng một thạch. Ở cái hoàn cảnh này thì chỉ có cái cô đó là cổ bị nói chung là nhà thì ai cũng có bệnh hết trơn á. Ở nhà thì chỉ có 4 người thôi, một cô thì bán một xe bánh mì, cô kia thì cô Thục Trinh thì cổ làm giáo viên, nhưng mà cổ hiện tại là cổ cũng phải nghỉ để mà lo cho một cái đứa em của cô là bị liệt và bị cái triệu chứng tâm thần, bị trầm cảm nữa, và trong đó còn thêm một người nó cũng bị bệnh trầm cảm luôn. Ở hiện tại là gia đình là không còn kinh tế để mà kiểu như là để lo cho nhau nữa, mà cứ gồng gánh vào một trong chờ một cái xe bánh mì á, thì nó cũng không có bao nhiêu tiền. Thành ra đó là mình thì mình chỉ giúp đỡ được một phần nhỏ, là mình sẽ gửi cho một phần nhỏ về cái tiền thuốc thôi, về tiền thuốc của cái cô mà bị bệnh đó. Cô bị bệnh nặng nhất trong nhà là tiền thuốc trong vòng 1 tháng thôi, còn lại thì cũng nhờ mọi người ha. Nếu mà có những nhà hảo tâm nào mà thấy những cá nhân mọi người có mình có chút ít tầm khoảng 100-200 vài trăm hay là 500 một triệu gì đó mà mọi người muốn giúp đỡ đó, đó thì mọi người có thể là kiếm tới nhà như hồi nãy mình quay đó để mà giúp đỡ cho hoàn cảnh của cô này ha. Thì mình đi quay mục đích là để cho mọi người thấy đó là cái người thật việc thật luôn, để mọi người tới mọi người giúp đỡ, mọi người không có sợ là phải bị lừa gạt hay là phải giống như là không có đúng như mọi người thấy ha. Thì cũng tùy mọi người đánh giá thôi, mọi người đánh giá như thế nào, mọi người thấy hoàn cảnh nào đáng để cho tiền thì mọi người cho ha mọi người ha. Thì đó là cũng tùy mọi người thôi, mình chỉ là cái người đưa cái hình ảnh đó lên rộng ra cho những mọi người cùng xem thôi ha. Rồi thì bây giờ thì chắc có thể là mình sẽ đi qua bên chỗ của cô bán bánh mì nè, rồi mình sẽ quay cho mọi người xem là cái xe bánh mì của cô như thế nào, và mình cũng sẽ gửi cho cô một phần tiền nhỏ, tại vì mình nghe nói là cái xe bánh mì của cô đó là không có đèn mọi người, nó nằm ở trong mỗi cái trục đường đó mà nó rất là tối và nó cũng không có đèn luôn. Thành ra là mình sẽ giúp đỡ cho cô một phần tiền nhỏ nhỏ thôi để mà
cô mua được những cái bóng đèn để mà gắn lên xe bánh mì của mình đó. Thì đây là cái cô bán bánh mì là có hoàn cảnh là cũng đỡ nhất trong trong hai hoàn cảnh hồi nãy giờ mình quay luôn, nên thành ra là mình chỉ giúp được một số tiền nhỏ thôi nha mọi người ha. Thì nếu mà mọi người muốn ủng hộ cho cô này thì một hồi nữa mình tới mình quay xem là cô này có bán ở đâu đó, ở chỗ nào, thì mình có thể là nếu muốn mua bánh mì đó thì có thể là ghé ngang để mà mua ủng hộ cho cô một ổ hay ổ bánh mì cũng được, để mọi người ăn luôn nha mọi người ha. Thôi bây giờ là mình sẽ đợi cô đó qua, là mình sẽ chở cô đó đi qua bên chỗ bánh mì. Ở đây mọi người ha, mình cũng có tới đây mình quay cái xe bánh mì của cô nè. Thì xe bánh mì của cô là không có bóng đèn nào hết. Mà giờ này thì mình đang đứng quay là 2 giờ mấy, cô nói là tầm khoảng 3 giờ á là cô sẽ đẩy ra ngoài đầu đường ngoài đó đó, để mà cô đứng cô bán ngoài đó. Dạ. Thì chắc khi mà tới đây đó thì con cũng nói với cô luôn, con tưởng cô tới đây là con sẽ giúp đỡ cô. Tại vì con nghe nói là cô nuôi bán bánh mì để mà nuôi đưa một người em bị tâm thần. Nhưng mà khi mà tới đây á, thì con cũng cảm ơn cô nhiều, là cô thấy cái hoàn cảnh của mình nó cũng đỡ khổ, thành ra là cô mới chỉ cho con qua bên kia để mà giúp đỡ cái hoàn cảnh kia thì nó khổ hơn. Dạ. Thì con cũng thấy cảm ơn cô rất là nhiều luôn. Nhưng mà con cũng đã giúp đỡ bên kia rồi thì thôi đó, chắc ở đây là con cũng giúp đỡ cô một cái số tiền nhỏ thôi. Đó, một số tiền nhỏ để mà cô dùng như con cố gắng thêm cái bóng đèn đó thì cố gắng. Rồi sau đó là con cũng kêu gọi người ta, thì nếu mà được thì có thể là tới đây để mà ủng hộ những cái bánh mì của cô, để mà giúp đỡ cuộc sống của cô luôn. Vậy ha cô ha. Dạ dạ dạ. Rồi đó mọi người ha, cái chỗ bán bánh mì hồi nãy như cô đó, cô Huệ đó, cô nói đó là cho bán bánh mì của cô là cô sẽ đậu ở chỗ mà vòng vòng những cái chung cư này nè, chung cư Cây Mai nè. Đó mọi người thấy trước mặt không, ngay chỗ mấy chiếc xe lôi đó. Thì chắc có thể là cái xe bánh mì cô đậu để ở đâu trong vòng vòng đó. À, thì mọi người ở đây là cái trục đường Nguyễn Thị Nhỏ luôn nha, vẫn nằm trên trục đường Nguyễn Thị Nhỏ luôn á. À, thì mọi người có thể nếu mà có cái lòng hảo tâm thì có thể là tới chỗ chung cư Cây Mai này để mà gặp cô đó, cô Huệ, để mà mua bánh mì cho cô. Thì mọi người nên chú ý nha, cái chỗ này là chung cư Cây Mai, tại vì cô đó là cũng chưa có gắn bóng đèn nữa. Mình mới gửi cho cô một số tiền nhỏ để mà cô có thể là gắn những cái bóng đèn để mà cho nó sáng lên cho khách người ta thấy, người ta mua. Thì nếu mà những bạn nào mà có, nếu mà muốn tới đây mua thì có thể là chú ý một chút xíu, xem là tại vì cái xe bánh mì nó cũng hơi tối đó. Vậy ha mọi người ha.